Thầy chào các bạn. Ở trong cái clip này, trong cái bài giảng này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm 2020-2021. Tức là cái đề này thi vào năm 2020 để tuyển sinh cho năm học 2020-2021. Chúng ta có 15 bài, trong đó có 10 bài trắc nghiệm và 12 bài trắc nghiệm và đâu đó 3 bài tự luận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết lần lượt các bài. Thầy có bài số 1 như sau. Bài số 1 yêu cầu tính cái biểu thức này. Nó khá là đơn giản, nếu là 0,12 nhân với 135 nhân với 4, rồi sau đó cộng 6,5 nhân với 4,8. Bây giờ chúng ta sẽ nhân thôi, thầy nghĩ rằng nó không có gì khó cả. Cái này với cái này ghép lại này, chúng ta sẽ được là 135 nhân với 0,48, đúng không? Còn cái này là 6,5 nhân với 4,8. Thế thì chúng ta có thể đẩy cái này thành là 13,5. Đó, rất là thông minh chỗ này, nhân 4,8 cộng với 6,5 nhân 4,8 để làm gì? Để chúng ta ghép được cái 4,8 này ra ngoài, và chỗ này sẽ là 13,5 cộng với 6,5, tất cả đem nhân với 4,8, và kết quả của chúng ta chỗ này là 20 nhân với 4,8 hay là bằng 96. Như vậy, bài số 1 xong. Thầy có bài số 2. Cho một hình chữ nhật có chu vi là 160 cm, sau khi cùng giảm chiều dài và chiều rộng đi cùng một độ dài thì hình mới có chu vi là 120 cm. Vậy diện tích của phần giảm đi là bao nhiêu? Bài này không quá khó. Các bạn sẽ thấy rằng là lúc đầu chu vi của nó là 160, lúc sau chu vi của nó chỉ còn lại 120. Như vậy chu vi của nó giảm đi 40. Và cùng giảm chiều dài chiều rộng, tức là có bốn cạnh, hai cạnh chiều dài, hai cạnh chiều rộng. Như vậy chỗ này là mỗi một cạnh đã giảm đi 10 cm, đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ có cái hình như sau. Giả sử đây là hình nhận được sau khi đã giảm 10 cm và đây là 10 cm. Đó, ví dụ thế. Như này. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy này. Chúng ta sẽ thấy cái phần này là 10 nhân 10 là bằng 100 cm vuông. Thế còn cái chỗ này là chiều rộng mới, chỗ này là chiều dài mới. Như vậy cái diện tích giảm đi nó sẽ là 10 nhân với chiều dài mới cộng, đây cái phần này là 10 nhân chiều dài mới này, phần này là 10 nhân với chiều rộng mới và cộng với 100. Lúc này chúng ta sẽ thấy cái này là 10 nhân với mở ngoặc chiều dài mới cộng với chiều rộng mới cộng với 100. Chiều dài mới cộng chiều rộng mới này thì nó là bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng 120 chia 2, nó bằng 60 cộng với 100. Như vậy chúng ta sẽ thấy là diện tích nó sẽ giảm đi là 600 cộng với 100 là 700 cm vuông. Đây là kết quả của bài toán. Đối với bài này ấy, có thể chúng ta sẽ áp dụng một cách giải nhanh khác, đó là chúng ta đặc biệt hóa nó. Chúng ta không, ở đây cái bài chỉ cho hình chữ nhật thôi, người ta không yêu cầu chúng ta có bất cứ một cái thông tin gì về mối liên hệ và chiều dài và chiều rộng. Như vậy chúng ta có thể đặc biệt chúng ta cho nó là hình vuông chẳng hạn, thì lúc đầu nó là 160, cạnh của nó sẽ là 40. Thế còn lúc sau là 120 chia cho 4, nó sẽ là cạnh của nó là 30. Và diện tích lúc đầu là 40 nhân 40, diện tích lúc sau là 30 nhân 30. Chúng ta thực hiện cái phép tính này, chúng ta cũng ra được kết quả là 700 cm vuông. Đó. Không tin là các bạn có thể cho một cách khác. Các bạn cho là ví dụ như là lúc đầu nó chu vi là 160, các bạn cho là 20 cộng với 60. Đó, nhân với 2. Đây, chu vi lúc đầu là 160 nhá. Lúc sau thì nó là 10 cộng với 50. Đó, nhân với 2. Nhớ là nó giảm mỗi chiều đi 10 và nó sẽ là 120. Như vậy diện tích này phải có là 20 nhân với 60 trừ đi 10 nhân với 50. Đấy, thấy không? Kết quả nó cũng đúng bằng 700 cm vuông. Rất hay. Như vậy bài toán số 2 chúng ta có đáp số là 700 cm vuông. Bây giờ thầy sẽ sang bài số 3. Bài 3 đề bài như sau. Một đội công nhân dự định làm xong một đoạn đường trong 10 ngày.
Sau khi đội đó làm được 5 ngày, người ta điều thêm một đội khác đến nên sau 4 ngày nữa thì cả hai đội xong. Hỏi nếu đội thứ hai làm một mình thì phải mất bao nhiêu ngày mới xong? Đây cũng là một bài khá là khó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là đội công nhân dự định là làm 10 ngày. Vậy sau 5 ngày, thì theo dự định đội đó còn phải làm thêm 5 ngày nữa. Theo dự kiến thì đội đó làm 5 ngày nữa. Đúng không? Nhưng thêm người. Thực tế thì thêm người. Nên là chỉ làm có mấy ngày thôi, 4 ngày. Như vậy từ đây theo bài toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch, chúng ta thấy là công việc thì không đổi. Công việc không đổi. Đúng không? Công việc không đổi. Số ngày làm giảm đi, như vậy suy ra số người sẽ phải tăng lên. Như vậy chúng ta sẽ thấy là số người mới, số người sẽ bằng 5 lúc sau. Số người lúc sau sẽ phải bằng 5 phần 4 số người lúc đầu. Đúng chưa nào? Cái này cũng rất là quan trọng đấy. Số người lúc sau bằng 5 phần 4 số người lúc đầu. Từ đó chúng ta sẽ suy ra là thêm vào là 1 phần 4. Thêm 1 phần 4 số người. Vậy lúc này bài toán trở nên đơn giản rồi. Số người của cái đội này là dự kiến là 10 ngày sẽ xong công việc đó. Nhưng mà gì nhờ, nhưng mà thêm vào 1 phần 4 số người nên là cái đội này sẽ bằng 1 phần 4. Vậy thì cái đội sau này này, đội 2 sẽ phải cần là 10 nhân với 4 là chúng ta được là gì? 40 ngày nhá. Đội 2 phải cần 40 ngày để làm xong. Ok chưa? Như vậy bài số 3 xong. Bây giờ chúng ta đến với bài số 4. Bài số 4, một số tự nhiên được viết bằng 2020 chữ số 1. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 9. Như vậy thầy thấy A của chúng ta là bằng 1, 1, 1, chấm chấm chấm, 1, 1, 1. Bây giờ mình thầy giả sử là A lớn này phải cộng thêm A nhỏ để được một số chia hết cho 9. Bản thân cái A lớn này có tổng các chữ số. Tổng các chữ số. Đây là bài khá là dễ. Là 1 nhân với 2020. Đúng không? Nó đúng bằng 2020. Và cái này nó sẽ chia 9. Là dư mấy? Dư 4. Nên là chúng ta sẽ suy ra cái A nhỏ này cần phải là thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị. Thì chúng ta sẽ thấy thêm vào là 5 đơn vị. Nhá, chúng ta thêm vào 5 đơn vị là chúng ta sẽ được số chia hết cho 9. Bài số 4 là một bài khá là dễ. Trong một số năm ấy người ta còn cho phức tạp hơn, ví dụ người ta cho là cộng thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia cho 45 chẳng hạn. Thì bài đấy nó sẽ khó hơn cái bài này. Bài này thì dễ quá. Bài số 5, một hình lập phương có diện tích toàn phần, diện tích toàn phần của hình lập phương tức là chúng ta có 6 mặt nhá. 6 mặt của hình lập phương. Thế thì diện tích toàn phần là 6 mặt, vậy chúng ta sẽ có diện tích của một mặt sẽ là 150 chia 6 là bằng 25 cm vuông. Và chúng ta sẽ thấy 25 này nó chính là 5 nhân 5, như vậy cạnh của hình lập phương này là 5. Thể tích sẽ bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Chúng ta được kết quả 125, đừng quên ghi đơn vị 125 cm khối. Tiếp theo, bài số 6. Bài số 6. Chúng ta sẽ có là cho một hình hộp chữ nhật, người ta tăng chiều dài của hình chữ hộp lên 10, giảm chiều rộng như 20. Hỏi để thể tích khối hộp này tăng lên 32% thì chiều cao của hình hộp này cần tăng bao nhiêu phần trăm? Chúng ta chú ý nhá. Một hình hộp chữ nhật ý, thì thể tích của nó sẽ bằng A nhân B nhân C. Thế thì chiều dài tăng lên 10% tức là chúng ta được 110% của A. Thì còn chiều rộng giảm đi 20% tức là chúng ta còn là 80% của B. Còn C, C là cái chiều cao chưa biết là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta viết hỏi ở đây.
Nhưng mà thể tích của nó tăng thêm 32%, tức là thể tích của nó là 132 phần trăm V. Vậy chúng ta sẽ tìm được cái hỏi này. Nó so với cái lúc đầu nó sẽ là 132% chia cho cái tích 110% nhân với 80% này. Nào, chúng ta sẽ thấy là 132 chia cho 88, 132% chia cho 88%, à hình như là nó sẽ bằng 150%. Như vậy là chúng ta sẽ phải tăng cái chiều cao lên 50%. Đúng không? Chúng ta sẽ phải tăng chiều cao đó là 50%. Xong nhá. Bây giờ chúng ta đến với bài số 7. Bài 7. Một sự kiện có sự tham dự của 10 cặp vợ chồng, biết rằng mỗi người chồng thì bắt tay với tất cả mọi người trừ vợ của mình, và những người vợ thì không bắt tay với nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ có 10 cặp vợ chồng. Chúng ta có cặp thứ nhất là vợ 1 chồng 1, ví dụ thế, vợ 2 chồng 2, vân vân, vợ 3 chồng 3, vân vân, cho đến người vợ thứ 10 và người chồng thứ 10. Bây giờ thầy sẽ phân tích này. Mỗi người chồng bắt tay với tất cả mọi người trừ người vợ của mình. Đấy, và những người vợ thì không bắt tay với nhau. À, thế thì chúng ta xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là thầy có thể tính toán, ở đây thầy có thể làm bằng cái động tác là mỗi một người chồng có 10 người chồng. Và 10 người chồng này, mỗi một người chồng sẽ bắt tay với bao nhiêu người còn lại? Mỗi người chồng sẽ bắt tay với 9 người chồng và 9 người vợ còn lại. Đúng không? Đấy là mỗi người chồng. Thế còn như vậy là chúng ta sẽ có bao nhiêu nhỉ? Các người chồng này cũng bắt tay với nhau, nhưng mà chú ý là những người vợ thì không bắt tay với nhau nhá. Vậy chúng ta sẽ thấy rằng như sau. Người chồng 1, giả sử thầy xét người chồng 1 thì sẽ bắt tay với 18 người. Có đúng đấy không nhỉ? Có 10 cặp mà. Thì trừ bản thân anh ấy ra, xong lại trừ tiếp vợ anh ấy ra. Đấy, thế thì sẽ bắt tay với 18 người. Như vậy chúng ta sẽ có là bắt tay với 18 người. Vấn đề ở đây là gì? Nếu mà chúng ta làm như này mà các bạn để thành là có 9 người chồng, 9 nhân với 18 là bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ sai nhá. Sẽ sai đấy. Vì sao sai? Bởi vì là chỗ này người chồng 1 này, trong cái quá trình này chúng ta thấy là người chồng 1 bắt tay với người chồng 2, thì lát nữa người chồng 2 cũng đã tính được thành bắt tay với người một chồng 1 rồi, nên là nó bị lặp. Do đó cái bài toán này chúng ta cần phải xử lý một cách thông minh hơn. Nó có một cái quan trọng ở đây, đó là mình sẽ chia nhóm ra những người chồng với nhau và những người vợ với nhau. Đó, ví dụ thế. Đây là người chồng thứ 10. Như vậy, trong nội bộ 10 người chồng này sẽ có 10 nhân 9 chia 2 là bằng 45 cái bắt tay. Chỗ này là chúng ta thành thạo rồi. Đây nhá, người chồng thứ nhất bắt tay với 9 người còn lại. Xong người chồng thứ hai bắt tay với 8 người còn lại. Cứ như thế thì nó là 9 cộng 8 cộng 7 cộng 6 cộng 5 cộng 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1, nó chính là 10 nhân 9 chia cho 2. Hoặc là chúng ta có thể thấy là mỗi một người này sẽ bắt tay với 9 người còn lại. Có 10 người thì sẽ có 10 nhân 9. Tuy nhiên là A bắt tay với B thì cũng có nghĩa là B bắt tay với A, do đó phải chia đôi ra. Thế bây giờ thầy sẽ xét là những người vợ không bắt tay với nhau. Thế thì bây giờ thầy sẽ xét thêm một cái kiểu bắt tay nữa là mỗi người chồng sẽ bắt tay với 9 người con gái, 9 người vợ còn lại, đúng không? Mỗi người chồng sẽ bắt tay 9 người vợ, 9 người phụ nữ, đúng không? 9 người phụ nữ khác. Đấy. Và chúng ta sẽ có 9 người có 10 người chồng nhân với 9. Như vậy chúng ta sẽ có là 90 cái bắt tay nữa. Tức là đây, ví dụ đây là 10 người như này. Đấy. Bên này là có 10 người vợ như này, thì người chồng 1 sẽ bắt tay với 9 cái. Đấy, tương tự người chồng 2 cũng sẽ bắt tay với 9 cái, cứ như thế. Và chúng ta được 90. Vậy tổng cộng bài toán này chúng ta sẽ có là 90 cộng với 45, và chúng ta sẽ được kết quả là 135 cái bắt tay. Đáp số bài toán số 7 đó là 135.
Bây giờ chúng ta đến với bài toán số 8 nào. Một bài thi có hai phần trắc nghiệm và tự luận, mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,5 điểm, mỗi câu tự luận đúng được 1 điểm. Câu sai hoặc không làm thì không được điểm. Bạn A đi thi làm được tổng cộng 30 câu và 18,5 điểm. À, bạn làm được 30 câu. Như vậy là đây là bài toán giả thiết tạm rồi, đúng không? Giả sử cả 30 câu đó bạn ấy đều là câu tự luận. Đấy, thì lúc này bạn ấy được 30 điểm. Nó bị thừa ra so với đề bài là 30 trừ 18,5 là sẽ bằng là 11,5. Bây giờ thay một câu 1 điểm bằng một câu 0,5 điểm thì số điểm nó sẽ giảm đi 0,5, và như vậy chúng ta muốn giảm đi 11,5 điểm, chúng ta lấy 11,5 chia 0,5 là bằng 23 câu. 23 câu trắc nghiệm. Đáp số bài toán này là 23. Bài số 8 khá là dễ. Chúng ta tiếp tục với bài số 9. Một cửa hàng nhập về một số bánh. Cô bán bánh bày 1 phần 10 số hộp bánh ở để ở quầy, còn lại cất vào kho. Sau khi bán đi 6 hộp ở quầy, cô ấy nhận thấy số hộp cất trong kho gấp 15 lần số hộp ở quầy. Wow! Đây là bài toán 2 tỷ số, đúng không? Chúng ta thấy lúc đầu thì trong kho gấp mấy lần? Lúc đầu là ở ngoài, chúng ta sẽ thấy là lúc đầu là ở ngoài sẽ bằng số bày ấy, nó sẽ bằng 1 phần 10 ở kho, 1 phần 9 thôi. 1 phần 9 ở kho, đúng không? Bởi vì là 1 phần bày và 9 phần cất vào kho. Thế sau khi bán 6 hộp. Sau khi bán 6 hộp thì cái chỗ bày ấy trong kho nó gấp 15 lần, như vậy là nó sẽ bằng là 1 phần 15 ở trong kho. Tại sao có sự chênh lệch này? Bởi vì ở đây trong kho thì không đổi, nhưng mà cái chỗ bày này nó đã bán đi 6 hộp. Vậy chúng ta sẽ thấy 6 hộp ứng với 6 hộp sẽ ứng với là 1 phần 9 trừ đi 1 phần 15. Kết quả chúng ta có thể quy đồng mẫu số chung, chỗ này là 45, anh này là 5, anh này là 3, 2 phần 45 ở trong kho. Như vậy chúng ta sẽ tính được số hộp ở trong kho là số hộp trong kho lấy 6 chia cho 2 phần 45 nào, chúng ta sẽ được là nhân lên, chúng ta sẽ được là 135 hộp. 135 hộp này ứng với 9 phần. Như vậy chúng ta sẽ tìm được là số hộp nhập về lúc đầu. Số hộp bánh nhập về là thầy sẽ lấy 135 này ứng với 9 phần là chia cho 9 phần 10, và chúng ta sẽ được là 150 hộp. Đó. Như vậy thầy thấy là đề trường Am nó khá là khó, những cái bài như này mặc dù nó là bài toán dạng quen thuộc thôi, nhưng mà cách phát biểu của họ, nếu mà chúng ta không tỉnh táo trong phòng thi mà chúng ta dối là chúng ta sẽ bị sai sót đấy. Bây giờ thầy có bài số 10. Năm sinh của một cầu thủ bóng đá là 19AB, tính năm 2021 thì cầu thủ này tuổi của cầu thủ này đúng bằng số các tổng các chữ số của năm sinh, tức là thầy có 19AB. Bài này khá là quen thuộc, đúng không? Đấy, cộng A cộng B và nó sẽ bằng là 2021. Bây giờ chúng ta sẽ có cái này là 1900, đây là bài toán câu tạo số thôi. Chỗ này là A nhân 10 cộng thêm A này thì thầy sẽ có là A nhân 11. Chỗ này là B nhân 1 cộng thêm B là B nhân 2 rồi cộng với 10 bằng 2021. Từ đây thầy sẽ có là A nhân 11 cộng với B nhân 2. 2021 trừ này là 121 trừ đi 10 là 111. Đúng không? Đến đây chúng ta dễ dàng lại được nhá. Chúng ta chặn thôi, B phải bé hơn 1 bằng 9, vậy A mà bằng 8 thì không được. Nếu mà A bằng 8 nhá thì chúng ta có là 8 nhân với 11 mới là 88 cộng với 9 nhân 2. 88 cộng với 12 là 100 cộng với 6 nữa là mới là 106, nó bé hơn 111 nên là không được. Vậy chúng ta sẽ cho A bằng 9. A bằng 9 thì 99, B bằng 6. Đúng không? Chúng ta có cái cầu thủ bóng đá đấy là 1996, Công Phượng hả? Hay là Xuân Trường? Đấy.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 11. À, thầy chú ý là người ta hỏi rằng hỏi năm nay cầu thủ đấy bao nhiêu tuổi? Tức là tính đến năm 2020 nhá, thì là năm ngoái mà, đề thi này đề thi năm ngoái. 2020 trừ đi 1996 là sẽ ra là cầu thủ này là 24 tuổi. Chúng ta chú ý là cái năm thi ấy, người ta thi vào cái năm 2020 đúng không? Lẽ ra là người ta cũng nên mở ngoặc ghi rõ. Bài số 11. Một cửa hàng hoa quả có 420 quả táo và lê, sau khi bán hàng nhận thấy số táo đã bán bằng 1/6 số lê đã bán và số táo còn lại thì hơn số lê là 40 quả. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg lê, biết lúc đầu số táo bằng 3/4 số lê. Lúc đầu thì số táo bằng 3/4 số lê và số táo đã bán bằng 1/6 số lê đã bán. À, và số táo còn lại lại nhiều hơn số lê còn lại. Tức là nếu mà bán táo một phần thì bán lê là 6 phần. À, nhưng mà lúc đầu thì táo nó lại bằng 3/4 lê thôi. Vậy bài này giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là lúc đầu người ta cho 420 quả thì chúng ta biết là tổng cộng là 420. Mà số táo bằng 3/4 số lê, như vậy chúng ta sẽ lấy 420 chia tổng là nhân với 3, chúng ta sẽ được là 180 quả. Như vậy là chúng ta sẽ có 180 quả táo. Và chúng ta lấy 420 trừ đi 180 và chúng ta được là 240 quả lê. Đúng nào, chúng ta có 180 quả táo và 240 quả lê. Thế lúc đầu lê hơn táo, số quả là 240 trừ đi 180 là chúng ta được là lúc đầu nó hơn là 60 quả. Thế bây giờ các bạn để ý một cái điều như sau. Chúng ta thấy rằng là lúc sau ấy, số táo lại nhiều hơn số lê. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích nhá. Lúc đầu thì lê nhiều hơn táo. Đấy, đây là táo này, giả sử lúc đầu đây là táo. Và lê lúc đầu là nhiều hơn táo tận 60 quả, ví dụ như này. Nhưng mà lúc sau thì táo lại nhiều hơn lê. Đấy, giả sử lúc sau táo đây, lê đây. Thế thì lúc sau nó lại nhiều hơn là 40. Đây là lúc sau. Như vậy chúng ta sẽ thấy là số quả lê bán nhiều hơn số quả táo là bao nhiêu? Hơn số quả táo đã bán. Chúng ta sẽ thấy là nó phải chênh nhau 60 cộng với 40 bằng gì? Bằng 100 quả. Rồi, bây giờ thầy sẽ sử dụng cái dữ kiện là số quả táo đã bán bằng 1/6 số lê. Như vậy là 100 này sẽ ứng với 6 trừ đi 1 là bằng 5 phần nhân với 1, chúng ta sẽ có là số quả táo đã bán là 20 quả. Và số quả lê đã bán là 100 trừ đi 20 là thầy xin lỗi. Số 100 cộng với 20 nó sẽ bằng là 120 quả. Đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi rằng cửa hàng bán được bao nhiêu kg gì nhỉ? Thầy xin lỗi, đây là không phải là số quả mà là tất cả những cái này nó phải là số kg. Đơn vị ở đây thầy đang bị lẫn lộn nha, đơn vị tất cả cái đơn vị này thầy sẽ thầy không phải là quả mà là kg. Thầy ghi nó không được chính xác, bây giờ thầy sẽ ghi lại. Đây là kg. Kg. Được rồi, ok, như vậy không ảnh hưởng đến cái số liệu đúng không? Chỉ nhằm đơn vị thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng người ta hỏi là đã bán được bao nhiêu kg lê. À, bài này bao nhiêu kg lê thì chúng ta chỉ việc trả lời là 120. Như vậy, đây cũng là một bài toán thú vị, đúng không nào? Bây giờ chúng ta đến với bài số 12. Người ta tạo ra một dãy số bằng cách viết liên tiếp các số tự nhiên khác không được tạo thành từ các chữ số 0 và 2. Số lần lặp lại theo thứ tự tăng dần, tức là đầu tiên là 0 này, sau đấy là 2 này, sau đó là 20, sau đấy là 22, sau đấy là 200 à. Rồi, 202.
sau đó là 220, sau đó là 222. Cứ như thế. Hỏi cái số 2.000.020 là số thứ bao nhiêu? Thế bây giờ trước hết chúng ta xét là số có một chữ số. Số có một chữ số. Thế thì nó dạng là A này, nó sẽ có hai số. Bây giờ thầy xét số có hai chữ số thì nó sẽ có dạng là AB. A lúc này có một cách chọn, B có hai cách chọn, chúng ta có hai số. Đây, nó chính là hai cái này. Bây giờ nếu mà xét số có ba chữ số, nó có dạng là ABC thì A có 1, B có 2, C có 2, chúng ta được 4 số. Bây giờ xét số có 4 chữ số A, B, C, D. Chúng ta cũng có 1 nhân 2 nhân 2 nhân 2, chúng ta được là 8 số. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta xét số phải viết sang đây nhá, cho nó 5 chữ số. Thì A, B, C, D, E nó sẽ là 1 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 và chúng ta được là 16. Tiếp theo xét số có 6 chữ số là A, B, C, D, E, F. Chúng ta cũng có 1 nhân 2 nhân 3 à xin lỗi nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 là bằng 32. Bây giờ mình có 6 chữ số, bây giờ bắt đầu đến số có 7 chữ số rồi. Đúng không? Bắt đầu đến số có 7 chữ số thì bắt đầu mình sẽ viết là cái số nhỏ nhất là 2 triệu. Đấy. Tiếp theo là 2.000.002. Tiếp theo là 2 triệu. Đây rồi, đến cái số đây rồi, đến cái số này rồi. Bây giờ cộng lại này. Bắt đầu là có 2 này. Cộng 2 cộng 4 cộng 8 cộng 16 cộng 32. Được chưa nào? Đây rồi, đề bài yêu cầu là các số tự nhiên khác không, như vậy thầy phải 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 xóa cái này đi. Chỗ này chỉ có một cách thôi, một số thôi, đó chính là số 2. Không tính số 0 nha các bạn, không tính số 0, như vậy chỗ này cũng chỉ có một thôi. Và bây giờ thầy cộng thêm 1 2 3. Kết quả chúng ta sẽ được là 66. Như vậy cái số số 2.000.020 này nó là số thứ 66. Đây là một bài toán cũng không quá khó. Nhưng mà nếu như bạn nào chưa được học về những cái cách lập số như thế này thì sẽ làm rất là phức tạp và sẽ mất rất nhiều thời gian. Đây là một cái bài toán mà thầy đánh giá là nó có thể làm cho các bạn mất nhiều thời gian mà lại không được điểm. Đấy là một cái tình huống đáng tiếc nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 13. Bài số 13 là một bài toán tự luận nhá. Chúng ta có bài 13 là một bài tự luận. Bây giờ thầy sẽ có như sau. Một cửa hàng bán tấm vải, nếu biết rằng bán 5/8 tấm vải đó với giá 40.000 thì lãi được 200.000 đồng. Như vậy là chúng ta có thể như vậy chỉ bán 5/8 thôi đã lãi 200.000 rồi. Vậy nếu bán cả tấm vải đó, nếu bán cả tấm vải đó với giá 40.000 một đồng một mét đấy, 40k trên mét thì lúc này nó sẽ lãi là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ thấy là bán 5/8 thì lãi 200, như vậy nó sẽ lãi là 200 chia cho 5/8 đúng không, là lãi 320.000. Được chưa? Thế bây giờ thầy xét là số vải còn lại, tức là 3/8 số vải còn lại bán với giá 38.000 thì lãi 90.000. Như vậy nếu bán cả tấm vải đó với giá là 38.000 thì 38.000 một mét đấy thì lãi bao nhiêu? Chúng ta sẽ thấy là lúc này sẽ là 90.000 chia cho 1 trừ đi 5/8. Thực ra đây là thầy viết cho nó tường minh, nếu mà chúng ta nhầm thì nó ra là 3/8 rồi, là nó sẽ lãi được 240.000. Rồi, bây giờ tính số mét vải rất là dễ. Chúng ta thấy nó chênh nhau ở đây là 40.000
với 38.000 nó chênh nhau là 2.000 một mét, và số tiền nó chênh nhau ở đây là 320 với 240, như vậy nó chênh nhau 80.000. Như vậy chúng ta sẽ có được tấm vải dài số mét là 320 trừ đi 240 được bao nhiêu, chúng ta chia cho mở ngoặc 40 trừ 38 và chúng ta sẽ được là 40 mét. Như vậy đáp số bài toán này đó là 40 mét. Xong, bây giờ chúng ta đến với bài số 14. Bài số 14 là một bài hình học. Thầy đánh giá đây là cũng là một bài khá là khó, bài hình này khá là khó đấy. Đề bài như sau. Cho hình chữ nhật ABCD, điểm M là trên cạnh CD. Rồi, nối AM và BD cắt nhau tại Y. Tính diện tích tam giác ABI, biết là diện tích BMC. Diện tích BMC bằng bao nhiêu? Diện tích BMC là 36 và BMC là bằng 9 phần 16 của IMD. Vậy trước hết là mình đặt luôn bút mình tính IMD đã. Đúng không? BMC thì bằng 9 phần 36 IMD, và IMD sẽ bằng là 36 chia cho 9, 9 phần 16. Chúng ta sẽ được là bao nhiêu đây? Được 64 cm vuông. Như vậy anh này là 64 cm vuông. Đó. Ít nhất là mình viết được cái này đã, xong bây mình tính tiếp. Chúng ta lưu ý, người ta cho chúng ta là hình chữ nhật. Như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thông tin liên quan đến hình chữ nhật. Nhá, các bạn phải chú ý cái chỗ này. Hình chữ nhật thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo được rất nhiều những hình thang. Và nhớ cho thầy một cái tính chất của hình thang. Thầy dạy rất nhiều lần rồi các bạn nhá, là giả sử đây là A này, B này, C này, D, thì cái tính chất của hình thang này thầy vẫn còn trêu là tính chất cánh rơi không mỏi, tức là hai cái cánh hai bên này của cái hình thang này này, dù hình thang nó dạng như thế nào thì hai cái hai bên này diện tích nó đều bằng nhau đấy, thế mới hay. Giống như cái cánh rơi nó cứ giãn ra co lại thế nào thì không biết, nhưng mà hai bên này kiểu gì cũng bằng nhau. Lý do nó bằng nhau thì rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta thấy rằng ACD bằng với BCD, bởi vì là chung đáy CD và chiều cao AH bằng chiều cao BK, ví dụ thế. Sau đó cùng trừ đi cái phần COD này. Thế thì gắn vào cái bài này thầy sẽ có diện tích của ADM sẽ bằng diện tích của AMB. Lý do rất là đơn giản là chung đáy DM chiều cao bằng nhau. Chung đáy DM và chiều cao là một anh là DA, một anh là BC, hai anh này bằng nhau. Thế thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cùng trừ đi diện tích DIM thì thầy sẽ có là AID cộng với diện tích DIM. Bên kia là AMD thì sẽ bằng là bên kia là, thầy xin lỗi, chỗ này là phải là BMD chứ. Chỗ này là phải là BMD. Đó, đây. BMD thì nó vẫn là đáy DM và chiều cao từ B. Bên này nó sẽ bằng là diện tích của BIM cộng với diện tích của DIM. Bây giờ thầy gạch hai cái anh này cho nhau. Đó. Lúc này thầy sẽ suy ra, các bạn nhìn nhá. Thầy sẽ suy ra diện tích của AID nó sẽ bằng diện tích của BIM. Đây. Nó chính là hai cái cánh rơi mà thầy nói này. Đây. Đó chính là hai cái cánh rơi này đây. Đúng không? Đấy, rồi. Thế bây giờ làm nào tiếp? Bây giờ muốn tính diện tích của ABI, tức là tính cái phần này. Thì mình sẽ phải gắn cái ABI vào. Gắn vào đâu? Bây giờ mình gắn vào đâu? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái điều vô cùng thú vị, đó là chúng ta có diện tích của ABD. Nó có bằng diện tích của BCD không? Có nhá. Thế thì bây giờ thầy sẽ lắp vào này. ABD thì nó có bằng AID cộng với AIB không? Có đúng không? Đây, cái này đang cần tính này. Đấy, còn phía bên kia BCD, các bạn nhìn BCD đây. Thì nó lại bằng diện tích của BIM. BIM
BIM cộng với DIM hay là thầy cộng luôn 64. Thế còn BCM chính là 36. Wow, các bạn thấy không? Như vậy là hai cái phần này vừa nãy mình đã chỉ ra nó bằng nhau rồi. Đấy, nên là mình suy ra AIB nó sẽ bằng 100 luôn. Một bài toán rất hay. Đấy, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nói lại một lần nữa này. Chúng ta thấy là diện tích của ABD này. Đấy, nó sẽ bằng diện tích của BCD. Được chưa? Thế thì hai cái phần xanh xanh này thầy đã chỉ ra nó bằng nhau rồi. Như vậy suy ra cái phần hỏi này nó sẽ bằng tổng của hai cái phần này. Đây là một bài mà thầy đánh giá là rất là hay và khó. Thực ra là trình bày lời giải thì như thầy làm đấy nó rất là ngắn, nhưng mà để nghĩ ra được cái lời giải đấy thì nó không đơn giản. Và bằng chứng là năm vừa rồi thi ở trường A mà rất nhiều bạn là điểm rất là thấp. 6 điểm rưỡi đã được vào ấy rồi, đã được vào lớp chọn rồi. Đấy, nên là những bạn làm được bài này là được hẳn 2 điểm, hơn 2 điểm, là đánh giá là rất là thông minh. Đấy, đề thi vào trường A họ rất hay cho vào cái phần hình thang, hình thoi, hình bình hành, những cái hình mà có thể áp dụng được cái tính chất hình thang. Vì thế rất mong muốn là các bạn học thật kỹ những cái phần này cho thầy nhá. Bây giờ thầy đến với bài số 15. Bài số 15. Lúc 6 giờ sáng, một người đi bộ trên đường từ A đến B dài 10 km, gồm một đoạn lên dốc, đoạn xuống, một đoạn lên dốc 3 km và một đoạn đường bằng. Như vậy là thầy có giả sử lên dốc đây, A này, B này, giả sử đường bằng đây và giả sử một đoạn xuống dốc đây, ví dụ thế. Lên dốc thì ì ạch mãi nên là vận tốc nó sẽ chậm 3 km trên giờ. Còn đoạn đường bằng thì biết là đoạn đường bằng dài 6 km thôi, chứ chưa biết là đoạn đi xuống dốc là 6 km trên giờ. Còn cái đoạn đường bằng thì không biết vận tốc. Bây giờ đề bài hỏi rằng là khi đến B thì người đó lại, thầy xin lỗi, chỗ này phải là C, chỗ này là D và đây là B đi. Khi đến B thì người đó quay về. Như vậy là cái đoạn này lại trở thành lên dốc, đây là đi đường bằng và đoạn này lại trở thành xuống gì, xuống dốc. Có lẽ là thầy vẽ cái đoạn về bằng màu xanh này. Đấy, được chưa? Thế thì bây giờ điều gì xảy ra? Đề bài hỏi rằng là người ta đi lúc 6 giờ 30 và đến nơi xong rồi quay về lúc 11 giờ 30. Như vậy là chúng ta thấy là hết tất cả là 5 giờ. Rồi, tính thời gian đi trên đoạn đường bằng. Như vậy trước hết là chúng ta sẽ tính cái thời gian người ta đi trên những cái đoạn lên dốc xuống dốc này, thì có một cái đặc điểm là người ta lúc đi thì xuống dốc thì lúc về lên dốc, và ngược lại lúc đi xuống dốc thì lúc về, lúc đi xuống lên dốc thì lúc về ngược lại là xuống dốc. Vậy thầy tính cái vận tốc trung bình đi trên cái quãng AC này. Đây, thầy xét AC thì lúc này chúng ta sẽ có vận tốc trung bình sẽ bằng như sau. Các bạn nhìn nhá, vận tốc trung bình có nhiều cách để làm cái này. Chúng ta sẽ lấy là AC là quãng đường AC nhân 2 cả đi cả về. Còn lúc đi sẽ là AC trên 3 là thời gian. Lúc về là AC trên 6. Chúng ta tính cái này ra, nó sẽ là AC nhân với 2 chia cho AC phần 2 và kết quả nó sẽ bằng 4 km trên giờ. Như vậy là vận tốc trung bình của mỗi một cái chặng AC hay là BD này đều là 4 km trên giờ. Có đúng vậy không? Rồi, thế thì chúng ta sẽ tính được là quãng đường mà dốc ấy. Quãng đường dốc, tức là lên dốc xuống dốc, là chúng ta lấy 10 trừ đi 6 là bằng 4 km. Đúng không? Và vận tốc trung bình của nó là 4 km trên giờ, nên là chúng ta thấy là thời gian đi xuống dốc và lên dốc, đi đường dốc ấy, đây là cả lên dốc và xuống dốc. Chúng ta chú ý 4 km nhưng mà thầy phải nhân với 2 về cả đi và về, chia cho vận tốc trung bình, như vậy là hết 2 giờ. Từ đây chúng ta tính được thời gian gì nhỉ? Đi đường bằng. Là chúng ta lấy 5 trừ đi 2 là bằng 3 giờ. Đó, xong. Như vậy là đây cũng là một cái bài toán khá là đơn giản về vận tốc trung bình. Ngoài ra thì thầy còn có thể giải quyết cái bài toán này bằng một cách nữa,
Đó là chúng ta sẽ tính cái thời gian ra. Các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ có thời gian. Đây, thầy sẽ tính này. Thời gian đi đường dốc là. Thời gian đi. Chúng ta bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ở đây là quãng đường dốc biết, vận tốc đi dốc biết và thời gian đi dốc chưa biết. Nên là bây giờ thầy sẽ tính sau, các bạn chú ý nhá. Bây giờ thầy có cái thời gian đi đoạn dốc ấy là AC trên 3 cộng với DB trên 6. Xong lúc về đó là DB trên 3 cộng với AC trên 6. Đây là tổng thời gian đi đoạn đường dốc. Và rất hay là thầy sẽ ghép như này, các bạn nhìn này, thầy sẽ ghép thành là AC cộng với BD chia 3. Hai anh này ghép lại cũng là AC cộng với BD chia 6. Thế thì cái này nó chính là bằng 4 phần 3 cộng với 4 phần 6. Hay là nó chính là 4 phần 3 cộng với 2 phần 3. Và nó sẽ bằng là 2 giờ. Đấy, 2 giờ, thế thì cái thằng kia còn lại sẽ là 5 giờ trừ đi 2 giờ là bằng 3 giờ. Xong, đúng không nào? Rất thú vị. Như vậy thầy đã chữa xong cho chúng ta đề này. Và thầy đánh giá đề trường Am rất là khó. Vì vậy những bạn nào có mục tiêu thi trường Am thì chúng ta phải học thật chắc, thật chắc, thật chắc kiến thức. Và phải cố gắng học được những cái bài nâng cao, những bài khó. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.